Hello xin chào anh ạ. Vâng thì hôm nay mình đang có một chiếc BlackSat 4. Thì chiếc máy này đã rất là nhiều bạn review và anh em cũng không còn xa lạ gì nhiều nếu anh em nào chuyên chơi gaming phone đúng không? Thì mình bán chiếc máy này cũng rất là nhiều rồi. Và chủ yếu là bán online, bán tại shop thì mình hỗ trợ được trực tiếp rồi mình không nói, nhưng mà chủ yếu bán online cũng nhiều. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn làm một clip là mình sẽ mở hộp nhanh cái chiếc máy này và hướng dẫn anh em cách cài Google. Bởi vì mình bán online và rất là nhiều anh em bỡ ngỡ mà không biết cài Google kiểu gì để mà anh em có thể cài game được, để anh em có thể chơi game được, đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ mở hộp nhanh và hướng dẫn anh em cách cài game cho chiếc máy này nhé. Thì hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này với giá chỉ có hơn 9 triệu thôi. Chỉ hơn 9 triệu anh em nhé. Anh em muốn biết chi tiết ấy, thì mình có cái clip báo giá ở bên dưới ấy. Hoặc là anh em có thể vào website bên mình là msm.vn. Còn nếu anh em không thích ngại xem website thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789, hoặc số điện thoại cá nhân của mình là 0888888641 nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và cài, hướng dẫn anh em cách cài Google. Đó, thì BlackSat 4 thì nó như này anh em này. Có một số lô trước ngày xưa mình về ấy, thì nó sẽ không có một cái tem của BlackSat 4 nó ghi trước BlackSat 4 đây. Thì lô đợt này về ấy, thì đa phần là nó sẽ có cái tem kiểu game của BlackSat 4 như này. Đó, chữ BlackSat 4 đây này, đằng trước thì hộp rất là hầm hố nhá. Sản phẩm này nó khác với sản phẩm khác của Xiaomi là nó sẽ không có unlock loader hay là không có ROM quốc tế để cài. Hiện tại đến bây giờ vẫn chưa có. Đó, sau tới thì không biết là có anh em cộng đồng mạng nào hỗ trợ cài chiếc máy này hay không, nhưng mà từ BlackSat 3 trở về trước thì vẫn chưa có anh em nào cài được tiếng Việt. Thế nên anh em nào chơi game chú trọng vấn đề chơi game, không quan trọng về vấn đề ngôn ngữ, thì anh em nên mua chiếc máy này. Bởi vì nó chơi game thì phải nói là hỗ trợ rất là tốt luôn. Hiện tại có K40 Gaming nhưng mà mình thấy thì chiếc máy này nó vẫn có xứng đáng hơn một chút. Đó, thì đây là phiên bản 6GB 128 nhá. Mình sẽ mở hộp cho anh em xem này. Đấy, hoàn toàn nguyên siêu rồi, nó như thế này. Đó, thì mình sẽ mở hộp nhá. Mình sẽ lại siêu ạ. Đấy. Cái điều đặc biệt của sản phẩm này, nó có theo một cái củ sạc rất khủng luôn. Nó theo một cái củ sạc vô cùng là khủng luôn. Đó, mình chỉ bật mí như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở nhá. Anh em nào mà mua vào về mà bóc ra củ sạc không phải như củ sạc này á, thì chắc là anh em bị đóng lại siêu rồi. Bởi vì theo sản phẩm này nó củ sạc khủng lắm. Gần như chưa có chiếc máy nào của Xiaomi theo được củ sạc như vậy. À, đó. Anh em nhìn logo cá mập không? BlackSat này, cá mập đen này. À, theo máy thì cũng như những chiếc Xiaomi khác thôi. Nó bao giờ sẽ có một ốp lưng. Thì ốp lưng của BlackSat thì nó dạng ốp lưng nhựa cứng như này. Đó, ốp lưng nhựa cứng như này nhá. Đó, và nó sẽ chỉ bao hai bên trên và dưới thôi. Đó là nhựa cứng mà hơi dính này. Đó, theo nó thì có thêm một số sticker này. Logo, ví dụ là logo chữ S này, hay là chữ BlackSat này, dạng tem laser tem bóng ấy, và logo CamerVN ở đây. Rất đẹp để cho anh em có thể dán vào một số, ví dụ dán ốp lưng hoặc dán vào một số thiết bị khác mà anh em thích. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành, đơn giản như này thôi. Đây là giấy bảo hành này. Đó, ghi thông tin đây. Thì đây là giấy bảo hành của Trung Quốc nhá, chứ còn nếu mà mua bên mình thì mình bảo hành online chứ mình không cần phải giấy đâu nhá. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng của nó đây. Đó, một số thông tin cơ bản như cách lắp SIM thôi. Một số thông tin cơ bản cách lắp SIM hoặc là tiêu chuẩn bảo vệ rồi tiêu chuẩn các kiểu. Đó, cái này thì chúng ta toàn là tiếng Trung Quốc, chúng ta không cần phải đọc làm gì cả. Đó. Đây, trong này thì hết rồi, không có gì cả nhá. À, bây giờ là nhấc cái máy qua bên trước tí chúng ta xem máy sau, xem phụ kiện nha. Có một củ sạc rất khủng luôn. Đó, phải nói lại lần nữa là như vậy. Đây, có một cái lót ở chỗ này. Nó giới thiệu sơ qua về cấu hình nhá. Ví dụ như là Snapdragon 870 này. Đó, hỗ trợ 5G nhá. Màn hình của 6.67 inch AMOLED này. Tổng số quét là 144Hz luôn. Gần như là cao nhất hiện tại. Đó. Củ sạc theo máy nó sẽ là 120W. Củ sạc 120W luôn anh em nhá. Ở trên này nó ghi rõ này. Pin của sản phẩm này là 4500mAh. Anh em chơi game thoải mái luôn. Đó. Đây. Thì đấy, củ sạc 120W nó như này anh em này. Anh em thấy đủ khủng chưa? À, rất là to và nặng luôn. Đó, anh nhìn nhá. Cái máy gaming K40 Gaming nhá, K40 Gaming có cái sạc 67W thì mình đã thấy hoành tráng lắm rồi. Nhưng mà theo sản phẩm BlackSat nó sẽ là sạc 120W luôn. Đó, anh nhìn nhá. Cái sạc vô cùng là khủng luôn nhá. Đó. Cái sợi cáp thì chắc là không tinh tế như cái sợi cáp của K40 Gaming đâu. Nó chỉ là sợi cáp giống như chiếc máy Xiaomi khác thôi. Đấy, đó là một cái cổng USB-C có màu da cam, cổng USB A có màu da cam như này thôi. Đó. Khi chơi game vẫn vướng, nhưng mà tốt nhất là chúng ta không nên vừa sạc vừa chơi được, đúng không? Ok, thì bây giờ đến nhân vật chính nha. Đó, bỏ cái củ sạc xịn ngồi bên này, để cho này này. Đó, để củ sạc xịn này. Đây, đến nhân vật chính này. BlackSat phiên bản màu đen nguyên siêu như thế này. Đấy nha. À, gì nhá. Đó, hoa văn tập trung về chữ S.
có màn hình tam giác nhỏ ở đây, camera gồm 3 cụm camera trên này. Trên này thì anh em review rất là nhiều rồi, thì mình chỉ cho anh em xem sơ qua như vậy thôi. Và có nút chơi game giống như của K40 Gaming ở đây nha. Đó, mình sẽ khởi động lại máy này. Rồi, khởi động lại máy. Khởi động máy lên thì nó sẽ có logo là Blacksat đây. Rất là đẹp. Em nhìn nhá, rất là đẹp luôn. Cầm chơi game này vô cùng là chắc luôn. Ngày xưa Blacksat 1 ấy, thì nó theo cái gọi là cái dock game ở đây. Blacksat 2 cũng vậy. còn bây giờ ấy thì là nó sẽ là cái nút chơi game ở trên này. Đó, con K40 Gaming thì nó đã học theo cái này. Ok, hệ điều hành có giao diện là Joy UI 12, chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi nhá. Đó. Chúng ta sẽ bỏ qua toàn bộ kết nối để vào bên trong xem trước. Thì cái sản phẩm này anh em phải chấp nhận được việc ấy, hiện tại bây giờ vẫn chưa có tiếng Việt và tương lai thì cũng sẽ rất là khó. Bởi vì đến thời điểm hiện tại, Blacksat 1, Blacksat 2 hay là Blacksat 3 vẫn chưa có tiếng Việt. Đó là Blacksat 4 thì liệu là nó có hay không? À, có Miku đây này. Đó, có hình ảnh của một nhân vật điện tử nhá. Ok, đây là hướng dẫn các anh em cách setup cái nút này. Đó, bước thứ nhất là chúng ta có thể gạt ra. Ok, tiếp tục này. Bước thứ hai ấn xuống này. À, nó hướng dẫn qua về cái nút này thôi. Ở cái nút này thì nó sẽ có cách cài đặt riêng, chút nữa mình sẽ chỉ cho anh em. Đó. Thì giao diện của nó đơn giản như này thôi. Thực ra nếu anh em nào mà không quan tâm thì cái vấn đề ngôn ngữ ấy, ví dụ như mình chẳng hạn, tiếng Anh như thế này là mình cũng dùng thoải mái. Nhưng có vấn đề rất là đáng tiếc ấy. Có nghĩa là hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc ấy, thì hoàn toàn là người dân không được dùng những dịch vụ của Google hay là Facebook ấy. Thì những chiếc máy mà bán ra thị trường nội địa Trung Quốc, ví dụ như chiếc máy này hay những chiếc K40 chẳng hạn, thì đều hoàn toàn không có Google, không được cài Google theo. Thì mình đã hướng dẫn anh em cách cài Google trên Xiaomi rất nhiều, nhưng riêng Blacksat này nó sẽ có một cách cài hoàn toàn khác. Nó không giống như là trên những chiếc Xiaomi khác. Bởi vì nó đâu có cái chợ get app của Mi đâu, đúng không? Mà nó chỉ có một cái gọi là app market ở đây. Thì trên cái app market này ấy, thì chúng ta tìm Google nó sẽ không ra đâu. Nó sẽ không ra đâu. Và muốn cài Google ấy, thì đầu tiên mình sẽ thử kết nối wifi trước nha. Mình sẽ kết nối wifi trước này. Đấy nhá, bây giờ mình đã kết nối wifi rồi, mình thử vào cái app market, gọi là cái gì, cái app market là xem liệu Google hay không. Đó, mình nhớ là không có. À, thế mình rất là khó có thể hướng dẫn được anh em. À, anh em vào Google nhá. Đây, Google nó chỉ như này thôi. Google Play như này. Đó, ví dụ như K40 Gaming thì chỉ cần tìm Google Play và update là được. Nhưng hoàn toàn trên chiếc máy này không có nhá. Bây giờ thì các bạn vào cho mình cái trình duyệt này nhá. Vào trình duyệt này. Đó, cho nó quảng cáo xong rồi đã, bởi vì cái này chỉ quảng cáo Trung Quốc thôi. Thì các bạn vào cho mình luôn cái trang web rất là nổi tiếng, đó là youtube.com. Rồi, vào thẳng YouTube luôn, đúng không? youtube.com nhá. Bác nào đang ở Trung Quốc thì không vào đâu nhá. Cái này thì chỉ ở Việt Nam vào được thôi. Ở Trung Quốc thì phải cài cái VPN đi thì mới vào được. Đó, thì vào youtube.com này không phải để xem YouTube đâu, mà để vào cái trang kênh YouTube của mình. Đây, mm.vn nhá. Đó, vào cái trang YouTube của mình nhá. Vào đây này, vào cái clip đầu tiên. Thì bây giờ nó là clip báo giá, bởi vì mình chưa cho clip hướng dẫn anh em chạy này lên, đúng không? Còn khi mình cho lên thì em vào luôn cái clip mà mình đang nói này. Đó, vào cái clip này. Đó, sau em xuống cái phần mô tả nhá. Xuống phần mô tả có cái phần Google Driver này. Đó, thì mình để cái đường link để đao cái dịch vụ Google cho cái chiếc máy Blacksat 4 này ở trong này. Lưu ý là cái này chỉ cài được cho Blacksat 4 và Blacksat 4 Pro thôi nhá. Đó, thì vào cái này nhá. Đó. Đó, thì nó nhảy sang cái Driver như này. Đó, thì chúng ta sẽ ấn, các bạn sẽ ấn vào cái phần download về nhá. Đó, download này. Download nó về. Đây, nó ở dạng này như này. Ấn nút này để download nha. Đây, đó. Nó nhẹ thôi, nó có mấy chục mê thôi, nó đào rất là nhanh. Tốc độ mạng nhà mình càng nhanh thì nó đào càng nhanh. Đó, chờ đào về đi. Nó chỉ ấn một phát đào một file thôi. Đấy, chờ đào về nha. Không cần phải dùng máy tính gì cả, chúng ta dùng trực tiếp vào điện thoại thôi. Đúng không? Đó, bởi vì mình để là file zip. Thế là chúng ta hoàn toàn có thể giải nén bằng cái file manager được đấy. Mặc định nó như này nhá, thì chúng ta vào phần tool này. Chúng ta chọn phần file manager này. Đó, chúng ta đồng ý đi. Rồi, ok nhá. À, ok hết cho nó. Bây giờ nó là file Google vừa đào về đây. Nó vừa đào về, nó nằm ở đầu tiên đây. Đó, hoặc anh ấn vào bộ nhớ này. Anh em ấn vào phần download ấy. Đây này. Đó, thì làm như này nhá. Anh em ấn vào đây nhá. Cho anh em giải nén ra cho mình. Đó, giải nén ra. Ok, nó đã làm file như này đúng không? Nó là cái file folder như này. Trong đấy nó sẽ có 4 file. Đây, 5 file. Đó, anh em ấn vào đây. 5 file như này nhá. Đấy, cái file text thì bỏ qua, đúng không?
thì chúng ta sẽ cài một cái file từ trên dưới. Thực ra tất là mình hướng dẫn anh em, mình sẽ viết cho anh em cách cài cơ bản thôi. Đó, ở trên này nó ghi này, mình hướng dẫn anh em quảng cáo thôi. Đó, còn lại là anh em không cần phải đọc cái file text đâu, anh em chỉ cần cài từ trên dưới thôi. Đầu tiên là cái file như thế này, cái file này là file Google, dịch vụ Google ấy, rất quan trọng. Thì cái file đầu tiên đó, file này thì nó nặng nhất, nó khoảng hơn 50 MB. Đó, cài file đầu tiên nha. Ok, đăng nha. Tiếp nữa là chúng ta sẽ cài file thứ hai này. Đây, đó, cài đặt này. Ok, đăng nha. Chúng ta sẽ cài tiếp file thứ ba này. Có 4 file thôi, nhanh thôi. Đó, nhưng quan trọng nhất là file cuối cùng là file Google Play. Đấy, đăng nha. Và quan trọng nhất là cái này anh em chú ý này, đến bước này anh em phải chú ý nha, file Google Play này anh em cài nha. Đó, cho nó cài xong này. Đây này. Lưu ý bước này nha. Bước này phải lưu ý này. Rồi, khi nó cài xong này thì đừng ấn đăng mà ấn open luôn. Chứ nếu mà ấn đăng thì nó sẽ bị lỗi đấy. Ấn open luôn nhá. Đấy, mở luôn. Ok, thế là chúng ta đã cài xong. Đó, chúng ta có thể đăng nhập vào rồi đúng không? Đó, có thể đăng nhập vào rồi. Khi chúng ta đăng nhập vào thì chúng ta có thể cài được YouTube này, cài được Google này, cài được Chrome này. Và để chúng ta có thể xóa được những cái ứng dụng của Trung Quốc đi. Bởi vì ứng dụng Trung Quốc chúng ta đâu cài đâu nhìn được ngứa mắt nữa đúng không? Đó, cài Google thì nó đơn giản như này thôi. Đó, có thể yêu cầu ta cài đặt tài khoản Google rồi. Đó, thì bây giờ là mình có một cái mình phải nói anh em như này này. Hiện tại Black Sat 4 là thiết bị chơi game, thiết bị gaming phone thì chủ yếu là anh em chơi game đúng không? Nhưng mà cái vấn đề khi chúng ta cài cái Google Play này vào trên những chiếc Black Sat 4 này hay là những chiếc mà của Trung Quốc ấy, thì thường thường tải những file game nặng, ví dụ như là PUBG hay là Liên Minh Tác Chiến, một số game mà trên 1GB, hơn 1GB ấy, thì nó hay bị gián đoạn. Đó, thế nên là mình khuyên anh em một lần là anh em nên dùng cái chợ ứng dụng ngoài là cái APK Pui ấy. Anh em có thể vào Google nhé, vào cái trình duyệt anh em gõ cái google.com này. Đó, anh em tải cho mình, anh em cài cho mình cái APK Pui bằng cách anh em ghi APK luôn. Đây, ngay trên cùng APK Pui này. Đó, anh em vào cái trang chủ của nó. Trang chủ của nó nhá, anh em tải cho mình cái này. Đây, sử dụng ứng dụng APK Pui nhá, tải nó về. Thì anh em nên dùng cái này, thì dùng cái này thì nó sẽ tải được một số game nặng dễ hơn và nó tìm kiếm dễ hơn, nó thật mấy anh em là như vậy. Đó, ít bị lỗi. Đây, ví dụ như anh em cài PUBG này, hay là cài Liên Minh Tốc Chiến này, cài Liên Minh Liên Quân này, hay một số game như là Genshin Impact mà tầm 10GB ấy, thì cài bằng cái này nó sẽ dễ, nó đỡ bị lỗi hơn là cài Google Play. Bởi vì nhiều khi Google Play mà cài trên những cái máy của Trung Quốc, những cái chiếc máy của Lexus này ấy, thì hơn ghi mà anh em đào gần xong rồi nó lại báo lỗi thì lúc đấy nó là mất thời gian của anh em. Đó, và nếu anh em nào mà dùng dữ liệu mạng bằng sim 4G sẽ rất là tốn kém sim 4G đúng không? Đó, thì dùng cái này thì chúng ta có thể tải được APK, tải được những game nặng rất là dễ mà không bị lỗi này. PUBG nhá. Đây. Đó, nó cũng đầy đủ ở đây. Đó. Đó, anh ấn nó install thôi. Là nó sẽ download cái game này về và cài anh em rất là nhanh. Đó, thì hôm nay thì mình làm clip bóc hộp nhanh và hướng dẫn anh em cài cái này đơn giản như vậy thôi. Google, anh em nào mà không biết cài hay gặp vấn đề lỗi gì đó thì anh em có thể comment bên dưới video này, hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0888888641 nhé, thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em online từ xa. Hoặc nếu anh em có nhu cầu muốn mua chiếc máy này ấy, thì hiện tại bên mình đang bán với phiên bản 6GB mỗi trong 128. Các phiên bản khác thì mình sẽ cập nhật ở trên website mm.vn. Để biết chi tiết anh em cứ vào website mm.vn để biết giá chi tiết cũng như chương trình khuyến mại. Thì bên mình có hỗ trợ ship OD toàn sản phẩm này lên toàn quốc. Anh em cứ liên hệ với bên mình và mình sẽ ship. Anh em nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé, bảo hành 1-1 lên 45 ngày. Đó, bảo hành rất là dài nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, nhận được hàng mới phải thanh toán nhé. Cảm ơn anh em xem clip. Chào và hẹn gặp lại anh em. Nhớ cho mình một like nhé.